Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh overkill giúp chúng ta xóa những cái nét trùng nhau. Hôm nay mình sẽ chọn đối tượng này, mình lệnh co copy, sau đó mình sẽ đổi ba cái nét này để nó khác nhau. Nếu vậy chúng ta đã có ba cái nét khác nhau. Cái lệnh overkill này giúp chúng ta sẽ xóa được nét này, tách, đin. Và chúng ta sẽ di chuyển nha, bằng phím M Enter này. Enter. Bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh overkill. Các bạn gõ cho mình từ OV thì sẽ ra cái lệnh overkill. Kích vào Select Object, chọn đối tượng, bấm phím Enter. Trong này mặc định thông số torrent là cái khoảng cách xóa. Ở đây thì bạn cứ cho cho mình khoảng tầm 20 đi nhé. Sau đó bạn check vào cái mục Color này này, những đối tượng trùng lên nhau mà có màu khác nhau thì nó vẫn xóa. Và các layer nữa, các layer mà trùng nhau nó cũng xóa. Mình sẽ bấm OK. Chờ cho phần mềm nó tính toán. Rồi, sau nó tính toán xong rồi thì là xong rồi đấy. Giờ mình thử cho bạn xem nhé. Mình chọn đối tượng này, bấm phím M Enter này, di chuyển này. Mình chưa đối tượng ra là không còn đối tượng nào trùng nhau. Tách thì sao? Cũng như thế nhé. Được chưa? Nét này cũng không còn đối tượng nào trùng nữa, ngay cả block cũng như thế. Hôm nay chúng ta làm có ba cái block không, bây giờ chỉ còn có một cái. Chúng ta ghé lại nha, din này, mà lần ta này thấy không ạ, din cũng chỉ còn có một nét duy nhất thôi. Vậy trước đây trong các cái phần ví dụ của mình cũng có nói đến các cái phần là đồ lại, thì thay vì chúng ta đồ lại, chúng ta có thể sử dụng cái chức năng này để giúp cho chúng ta không phải đồ lại chi tiết nữa. Ta vẫn có một cái file AutoCAD tốt đưa sang 3DS Max. Hy vọng là một cái ví dụ nhỏ như này để chúng ta có thêm các cái phương án để chúng ta làm việc. Để xem các video cùng chủ đề, các bạn vào mục kiến thức khác, mục AutoCAD. Chúc các bạn thành công.